Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 2 đô la cái token HLT. Và để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo bấm chọn Start để bắt đầu. Rồi sau đó chọn Continue này. Và mọi người sẽ làm phép tính cho mình. Rồi ok, sau đó thì mọi người sẽ join vào nhóm Telegram. Chọn join này, quay trở lại, join tiếp vào channel của nó. Rồi chọn join và quay trở lại. Tiếp tục follow Twitter và retweet bài đăng. Rồi bấm chọn theo dõi này. Sau đó thì mọi người sẽ kéo lên chọn like và retweet bài đăng cho mình. Ok, quay trở lại. Rồi sau đó chọn đôn. Chọn đôn tiếp tục. Rồi và nhập username của Twitter. Rồi sau đó chọn đôn này. Và mọi người sẽ nhập địa chỉ ví BSC vào đây cho mình. Rồi, như vậy là mình đã dẫn xong mọi người tham gia dự án và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.